Full quà luôn. Còn cái này là gà. Đây, đây là sản phẩm gà. Dính vô là mệt nữa. Cá được sấy lạnh nha anh em. Thì bây giờ cái này mình sẽ ngâm nước nó nở ra đó, cho nên là giữ nguyên được những cái giá trị dinh dưỡng trong này. Còn cái này nếu mà bóp nhuyễn nhuyễn là y như chà bông cá luôn á. Này y như chà bông cá, thấy cả sớ cá nè. Thơm mùi cá, rất là thơm đó. Thì cách sử dụng là chúng ta sẽ ngâm ở đây để cho nó rút nước vô. Bắt đầu với ai lại các bạn. Nè, giờ nhìn ra cái sớ cá luôn rồi nè. Ôi ôi. Vậy là xong rồi, không đủ nhét dễ găng. Này là đồ ăn bánh vặt cho mấy bạn chó nhỏ. Thôi có cái áo dễ thương quá, không biết mình mặc chưa không. Số 2 không biết mặc chưa không. Wow. Thơm á. Ngày mai đi. Và điều đặc biệt chính là ở đây. Đẹp trai quá anh Nam à. Hello, mình là Nam Ngô. Còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, bữa giờ đi offline mấy cái show chó đồ á, thì được các bạn tặng quà cho mình rất là nhiều luôn. Thì mà mình chưa khui luôn. Thì sẵn hôm nay mình sẽ khui ra coi ở trong đó sẽ có những cái món quà nào ha. Cùng khui với các bạn luôn nha. Đây, còn để nguyên trong này đây. Rất là vui khi mà đi, anh em cũng biết, cũng quý mến. Quà, tặng quà, full quà luôn. Qua đây, ở đây mình sẽ ngồi khui quà xem có gì trong này. Đây là những cái nhãn hàng của những cái nhà tài trợ, những cái cuộc thi dog show đó anh em. Thì có những cái gian hàng ở trong đó. Đó. Thì mình cũng có review những cái sản phẩm của các anh em đó, thì cũng có quà tặng. Cái này là một cái bịch trắng trơn thôi. Còn cái này là đây. Đây. Một cái bao này là Việt Nam gì nè. Live Club đây, có hai cái tì này của T&D Diamond nè. Ồ, cái này của công ty Diamond này. Đây nha, đây là những cái sản phẩm của dành cho các bạn mèo nè. À, những cái loại hạt dành cho bạn mèo, cái này là của gì? Cá hồi Diamond. Đây. Cái này là gà. Còn hai cái này là cái gì? Chắc mình phải đi kiếm con mèo về nuôi, ở nhà này chưa có con mèo nào hết. Rồi thấy con mèo, còn cái này là gà. Đây, đây là sản phẩm gà. Còn cái này là cái gì ta? Đây đọc coi. Cũng là gọi hạt đó. Nhìn chữ này của Hàn Quốc ha. Cái này của Hàn Quốc phải không ta? Đúng rồi, Hàn Quốc à. Made in Korea. Còn cái này đi. Này không biết của nào luôn. Chữ mờ quá. Ok anh em, nói chung đây là thức ăn của các bạn mèo của công ty này. Công ty trách nhiệm ăn mèo 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 mèo. Những cái sản phẩm dành cho các bạn mèo. Ừ. Dính vô là mệt nữa. Đây anh em, còn đây là cái sản phẩm của HG Pet Food. Đây. À đây là cái thực phẩm được sấy lạnh ha. Cái này chắc cá quá. Nhìn miếng này chắc cá quá. Cá được sấy lạnh nha anh em. Thì bây giờ cái này á, mình sẽ ngâm nước nó nở ra. Nó nở ra để cho các bạn nó ăn. Thì cái này là theo như bạn Huỳnh giới thiệu thì nó là một cái sản phẩm ăn vặt dành cho các bạn cuốn. Nó rất là mê. Thì giờ mình lấy nước mình ngâm thử ra làm sao. Chưa biết luôn.
mấy cái dĩa inox đâu hết rồi. Ông ở ngoài kìa, bơi ngoài kìa. Đây để mình ra lấy cái dĩa nha, mình ngâm nước thử coi nó nở ra làm sao nha. Cái này là một cái sản phẩm của Việt Nam nha các bạn, của công ty HG Best Food. Thì đây cái sản phẩm của công ty này dành cho các bạn cuốn thì rất là tốt, mình có sử dụng rồi. Những cái miếng thịt tươi nè, hoặc là những cái sản phẩm gọi là pate đồ này nọ đó, rau củ đồ raw, nó gọi là raw ha. Đó, còn nhưng mà cái này là một cái sản phẩm mới phát triển, mình chưa có dịp thử qua. Thì bữa mấy anh em có tặng cho mình để mình về mình dùng thử. Thì theo như anh em chia sẻ, cái này á là được sấy bằng phương pháp sấy lạnh đó, cho nên là giữ nguyên được những cái giá trị dinh dưỡng trong này, mất đi rất là ít luôn, giữ được hầu như là 90%+ những cái giá trị dinh dưỡng trong đây đó. Và khi sử dụng á, là chúng ta sẽ ngâm với lại nước, nó sẽ nở ra lại như cái hiện trạng ban đầu luôn. Thì bây giờ mình sẽ mở ra, mình sẽ lấy một miếng đi. Rất là nhẹ ha, tất nhiên là sấy nó rút hết nước bên ngoài ra rồi, thì nó chỉ còn là cái chất thôi. Còn cái này nếu mà bóp nhuyễn nhuyễn là y như chậu bông cá luôn á. Đây là một miếng cá rất là nhẹ luôn. Đây mình bóp cho các bạn coi này, y như chậu bông cá, thấy cả sớ cá nè. Còn nè, cũng thơm nữa nha các bạn, thơm mùi cá rất là thơm. Này mấy bạn chó là sẽ thích á, do cái mùi đó. Thì cách sử dụng là chúng ta sẽ ngâm ở đây để cho nó rút nước vô, nó sẽ nở ra. Thì lát mình coi lúc mà nó nở ra nó sẽ như thế nào ha. Đàn nước đang rút lên kìa, thơm không? Thơm á. Lát mấy anh Kiki được hưởng sái rồi, cũng rất là tiện ha. Rồi giờ mình khui tiếp này đi. Wow, nhiều đồ quá. Này của công ty Diamond. Này là những cái sản phẩm của công ty Diamond ha các bạn ha. Cá nó đang nở ra rồi nè. Ồ, bắt đầu dai lại các bạn, nó dai lại. Và lúc nó khô quéo luôn thì nó rất là sơ vậy nè, sơ nè, y như chà bông vậy đó, chà bông cá vậy đó. Đó, sơ nhưng mà khi mình ngâm cho nước nó thấm vô á, đầu nó dai lại. Các bạn tiến tha luôn. Có quyền tiến tha luôn á, nè các bạn, dai lại. Quá ok luôn. Giờ nhìn ra cái sớ cá luôn rồi nè. Thấy không? Sản phẩm này các bạn hứa hẹn á, ok đó. Mềm luôn nè. Hả? Là nó rút nước vô trong, nó không còn bở nữa. Nếu mà cái miếng khô là nó bở vụn ra giống vậy luôn nè. Còn này nó rút nước ra sớ thịt rằng. Hay á. Này á. Đây sẵn mình găng qua, găng cho con lúc kỳ nó ăn rồi. Coi phản ứng nó như thế nào. Mày sủa nó đi, mày sủa nó là anh không cho ăn đâu. Thơm chưa? Ôi ôi. Nè, ông nội. Làm với người. Vậy là xong rồi, không đủ nhét kẻ găng. Này chắc phải ngâm nguyên bịch cho con luôn quá. Nhưng mà có vẻ chịu lại các bạn. Rất là thơm, để vô cái là thấy hiền dịu lại liền ha. Đúng nè. Đang sủa là lão mặt cái ghê, đưa miếng thịt vô cái kia.
Im. Giữ nhà ngon lắm á. Được không? Được, lát anh cho thêm. Giữ nhà ok lắm á các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ khui tiếp hàng nha. Đây còn một bịch này nữa, lát mình sẽ ngâm thêm. Ngâm thêm cho các bạn nó sử dụng. Thằng nào mày thấy hay á chứ. Ngâm vô ấy nó nở ra thành một miếng cá nguyên luôn. Anh em mà muốn mua cái sản phẩm này có thể search là HG Best Shop ha, sẽ ra. Best Food, HG Best Food sẽ ra. Đây nè. Được không? HG Best Food. Đó, sẽ ra được cái sản phẩm mua, còn không thì comment bên dưới hoặc là inbox ở dưới mình sẽ chỉ cho anh em cái thông tin của shop để mua nha. Thank you HG Best Shop và cái shop bên mèo này đã tặng quà cho mình nha, nay mới có dịp khui. Đây, còn cái túi quà này là của công ty T&D Diamond tặng. Trong đây có bao gồm bánh này là bánh canxi. Ha, bánh này là bổ sung canxi. New with calcium nè. Này là đồ ăn bánh vặt cho mấy bạn chó nhỏ. Này của công ty nào đây? Chữ mờ quá. Chữ mờ mắt tôi yếu nữa. Không thấy rõ rồi. Nói chung là một dạng bánh. Thôi có cái áo dễ thương quá, không biết mình mặc chưa không? Số 2 không biết mặc chưa không? Nhà này không có chó nhỏ, nhà này con nào con nấy chó chà bá không à. Dễ cưng các bạn. Này cả mấy bạn bun pháp mà nhỏ nhỏ đẹp, mặt dừa dễ cưng. Này để kiếm bữa nào đi ốp chó tặng lại có bạn nào chó dễ thương tặng lại. Mình không có nuôi chó nhỏ, nuôi chó bự thôi mà. Cái này là cái gì đây? Ô, dầu thơm. Dầu thơm dành cho chó mèo các bạn ha. Này là của công ty Diamond, T&D Diamond. Có gì đó được 12 giờ luôn, tầm vòng 12 tiếng, thơm phức luôn. Quá tuyệt vời. Đâu thử mình khui ra thơm không? Test mùi luôn. Công nhận giờ chó mèo đâu bắt đầu nó được quan tâm chăm sóc chú ý á. Việt Nam mình bắt đầu sẽ chú ý hơn cái việc này. Thì mình đi suốt mấy cái cuộc thi dog show và mèo show này nọ thứ, thì mình thấy là các bạn chủ của pet á thì ngày càng có nhiều kiến thức hơn về chăm sóc cho các bé tốt hơn nè. Rồi chịu đầu tư về thời gian tiền bạc nhiều hơn để mà cho các bé nó được sung sướng thoải mái hơn ha. Thì cụ thể là bạn thấy những cái sản phẩm này gọi là gì, hóa mỹ phẩm đồ về động vật, về pet rồi đó cũng được rất là nhiều đó. Thì đây là một chai dầu thơm dành cho chó mèo, này hình như của công ty, cái này là của công ty Việt Nam mình nha các bạn, của công ty Việt Nam, công ty T&D Diamond nè. Wow, cũng rất gì là này nọ, chai cũng rất là đẹp nha các bạn ha. Này dẫn các bạn cuốn đi chơi rồi thủ thêm một chai để có gì cho bé nó thơm phức luôn. Thơm. Thơm á. Này mai đi. Thơm. Thơm mà cũng dễ chịu ha. Ok á. Coi có hướng dẫn sử dụng hay gì trong này không? Không, này xịt dầu thơm thôi. Này thích thì lấy ra xịt cho bé thôi. Nói chung là sẽ tất nhiên là con chó nó cũng sẽ có cái mùi cơ thể các bạn. Mùi cơ thể của con chó, cho dù các bạn tắm nó sạch sẽ như nào nhưng mà nó vận động láng nó ra mồ hôi thì nó đầu nó sẽ có mùi. Thì đây là một cái giải pháp coi như là có thể giúp cho bé nó sẽ có một cái mùi nó thơm tho hơn ha. Rồi, còn gì nữa?
Cái này là dành cho thú cưng, là sản phẩm nước điện giải. Nước điện giải cao cấp từ Nhật Bản với thành phần nước chứa hoạt chất HOCI có tính năng kháng khuẩn virus, khử mùi toàn diện, an toàn thú cưng. Ok, sản xuất tại Việt Nam. Cái chai này là nước điện giải nha các bạn. Bắt đầu ngày xưa thì những cái sản phẩm này nè, những sản phẩm mà chất lượng tốt á, thì đa số chúng ta phải nhập từ nước ngoài về. Còn bây giờ thì với Việt Nam mình thì cũng có thể hoàn toàn sản xuất được những cái này. Thực ra mấy cái này theo mình thì nó Việt Nam chúng ta dư sức sản xuất được ha. Đây. Cái này thiết kế vậy chắc là dùng để xịt hết ra. Xịt ra. Xịt vô đâu? Xịt lên cơ thể thú cưng, xịt lên mắt, lên miệng, vết thương hở để phòng và điều trị các bệnh do vi sinh vật gây nên. Ồ, quá ok. Lên miệng, vết thương hở. Khử mùi hoàn toàn cho thú cưng và các vật dụng dùng cho thú cưng, đảm bảo môi trường trong sạch. À ok. Cái chai này sẽ xịt lên xin lên các bạn bét nè, xịt lên được cả mắt nha các bạn, miệng, vết thương hở để phòng và điều trị các bệnh do vi sinh vật gây nên, và có tác dụng khử mùi luôn. Nghĩa là xịt cái môi trường nuôi luôn á, cũng ok luôn nha, quá tuyệt vời. Thì hai cái này là mình có sử dụng đây. Dầu thơm cũng có sử dụng luôn, bánh ăn vặt cho sử dụng luôn. Chưa có bạn mèo nào, thôi bữa nào đi kiếm mèo về nuôi. Ôi, có cái bình nước nữa. À, này là bánh cho mèo. Nhân phụ sản viên hạt khử mùi. Ồ, gì này, viên hạt khử mùi chứ không phải bánh. Rắc hạt lên các mèo. À, rồi làm này tôi tưởng là bánh. À, cái này là rắc hạt lên. Nhìn cái ly này mình tưởng là đồ ăn nhưng mà không phải các bạn. Cái này là viên hạt khử mùi dành cho mèo. Khử mùi hôi từ nước tiểu và phân mèo nha các bạn. Mùi hương dễ chịu, hạt có hương thơm nhẹ dịu, không làm ảnh hưởng tới không khí trong nhà cũng như là sức khỏe của vật nuôi. Cách sử dụng là rắc hạt lên các mèo làm tăng mùi hương và khử mùi hôi từ chất thải của mèo. Ok, hạn sử dụng 24 tháng. Đây, này có cái nút. Này sẽ rắc lên các mèo. Viên nó vậy đó. Cũng thơm gì không được. Cái tay này nãy bóc cái viên cá vậy, giờ đưa lên toàn nghe mùi cá không. Thơm dễ chịu. Thơm thanh thoảng. Dễ chịu. Ok. Tại một sản phẩm liên quan tới mèo mà chưa có mèo. Cái gì đây? À, đây là một bao cát mèo để mèo nó đi vệ sinh. Này, cát để mèo đi vệ sinh. Nhật. Rồi. Hết, còn sản phẩm nữa. Khoe luôn. Đây là một cái quên nữa, ngày mai mà giờ chắc lên đợi tới lúc lên clip chắc nó qua rồi. Có một cái áo của bạn Hùng tặng cho mình ha. Bạn Hùng tặng cho mình một cái áo thun, mình cũng chưa khui luôn, để khoe luôn. Hình như là Đặng Ngọc Hùng á, anh em bên Bò Sát, mọi người anh em bên Bò Sát. Wow, vô là thấy đẹp rồi đó. Đóng gói vô hộp rất là chỉnh chu ha. Này của nè NH chắc là Ngọc Hùng nè. Ngọc Hùng Best Home. Thank you đăng quang. Xịn sò.
túi zip rồi nha các bạn. Chùi tay coi. Ồ. Wow, đẹp quá. Chất vải rất là dày ha. Và điều đặc biệt chính là ở đây. Ồ. Đẹp chưa? Anh em cho tôi một phút tôi đi thay cái áo luôn coi. Bận chồng vô luôn đi. Đang cài mấy. Bận chồng vô luôn đi. Ờ, em nó lựa size cho mình ok quá. Đẹp dai liền đúng không? Ok liền. Hơi rộng một chút nhưng mà nó cũng thoải mái các bạn. Hơi rộng chút. Nếu mà mình thì mình hơi ôm nhỏ một size nhưng mà không sao. À, giờ bận ôm quá nhìn nó cũng hơi khó chịu. Này, thấy lần sau ngầu không? Ba đầu cũng ba đầu igu. Áo dày dặn, form đẹp. Hơi dài chút xíu thôi, cái này nhỏ một size nó là ok. Nhưng mà không sao, bận nó cũng thoải mái. Thì tại vì bên trong mình còn một lớp áo nữa nhưng mà mình vẫn cảm giác hơi rộng. Thì nếu mà mình bận riêng một mình đó thì chắc nó sẽ hơi rộng chút ha. Đẹp trai quá anh Nam. À, cái áo này là bạn Ngọc Hùng có đang bán á. Có đang bán á, thì anh em có thể mua nha. Anh em có thể liên hệ với bạn Ngọc Hùng mua. Đây đằng trước là cái Best Home, cái thương hiệu của bạn Hùng. Thì đang live stream ngày mai á. Ngày mai Chủ nhật ngày mai, ngày 12 tây tháng 3 thì câu lạc bộ Iguana Sài Gòn sẽ có tổ chức buổi offline về bò sát vào lúc 8 giờ cho tới khoảng 11:30 tại cà phê Đông Hồ số 197 Cao Thắng Nói Dài, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu ngày mai các bạn có thời gian rảnh thì các bạn có thể lên chơi ha. Vào cửa miễn phí nha anh em. Thì các anh em trong ban tổ chức đồ cũng như là các thành viên đồ đã chuẩn bị tương đối là kỹ lưỡng và nhiều tiết mục đó, để cho chúng ta có một cái buổi sáng, có nghĩa là ngồi lại với nhau trò chuyện đồ, ngắm bét đồ. Cho nên là anh em có thời gian thì cứ đi chơi, vẫn đi chơi, vào cửa miễn phí nha. Và không có bét vẫn đi chơi được bình thường, không nhất thiết là phải đem bét theo. Cho nên là anh em cứ thoải mái đi, rồi dẫn theo, nếu mà có trẻ con đồ dẫn theo các bé đi chơi để các bé có dịp tận mắt thấy các bạn bét gọi như là ấn tượng đẹp. Thì từ đó có thể sau cái chuyến đi chơi về thì có thể là sẽ thắp lên cái sự tò mò, hứng thú của các bạn trẻ con về thiên nhiên, về động vật, về môi trường, về cuộc sống ha. Thì mình nghĩ điều đó nó rất là tốt. Ồ, có tặng thêm cái này nữa, tặng thêm cái khe chọt sim nữa nha anh em. Khe chọt sim dành cho điện thoại Best Home luôn. Này phải chi em đừng có tặng anh cái này Hùng, em tặng anh cái điện thoại luôn. Chứ em tặng cái này chi. Rồi ok. Rất là cảm ơn tấm lòng của các bạn đã tặng quà cho mình. Thì hôm nay lấy ra thì nói tiếng là khoe vậy thôi, nhưng mà thật ra là muốn thứ nhất là mình muốn show cho anh em những cái sản phẩm mà của các công ty Việt Nam mình sản xuất và có chất lượng ok, để cho chúng ta có thể tin dùng ha. Show những cái sản phẩm của những công ty Việt Nam. Và coi như là cũng muốn cảm ơn các bạn đã rất là nhiệt tình với mình, rất là welcome và hỗ trợ mình rất là nhiều. Thì mình rất là biết ơn. Ví dụ như là các bạn biết là mình thì ngày xưa thì mình là bên bò sát thôi, nhưng mà sau này mình đi chơi bên chó, bên mèo, bên cá biển, cá cảnh, thủy sinh, rồi gà, chim, kiến. Nói chung là tất cả các bên đều được anh em rất là ủng hộ, anh em rất là welcome, sẵn sàng chia sẻ cho mình rất là nhiều điều hay ho, nhiều kiến thức mới, rồi có quà cho mình đem về nữa. Thì qua clip này mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em luôn.
Thì mình cũng mong là một cái cộng đồng của mình á thì ngày càng vững mạnh, ngày càng chung tay chia sẻ với nhau nhiều cái điều thú vị, điều bổ ích ha. Thì mình cảm thấy rất là vinh dự khi mà được đi vòng vòng và giao lưu với mọi người. Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã tặng quà cho Nam Ngô rất là nhiều luôn ha, và chúc cho những cái sản phẩm của những cái công ty Việt Nam mình ngày càng phát triển nữa, chất lượng ngày càng tốt lên và được bà con tin dùng. Ok mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ. Bye bye.